Ngày 16 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin cảnh báo người dân về tình trạng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản thông qua các khóa tu mùa hè trên mạng xã hội. Cụ thể mới đây nhất, khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con, chị Hát chú ở Hà Nội có kết nối với tài khoản Facebook Tu Sinh Mùa Hè để đăng ký cho con. Sau đó, một người tự xưng là trưởng ban tu sinh gọi cho chị Hát giới thiệu và cung cấp số và ảnh căn cước công dân của trưởng ban để tạo niềm tin. Đối tượng đưa chị hắt vào nhóm trên mạng xã hội Telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy nhằm tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy vì họ là nhà tài trợ chính cho khóa tu. Khi mua vật phẩm, sau 3 đến 5 phút công ty sẽ hoàn lại tiền cho phụ huynh đã mua. Sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền vật phẩm, chị Hát được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do sai thao tác, không chụp ảnh vật phẩm, phải hoàn thành thao tác hoàn thành điểm tín nhiệm chỉ trong vòng 2 ngày, chị Hát đã bị các đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng. Trước chiêu trò lừa đảo thông qua các khóa tu mùa hè đang nở rộ trên mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.